Dạ, chúng tôi là đại biểu Ngọc Nguyễn, trân trọng kính chào ngài Đức Quốc Công Hoàng đế Việt Nam Đại Minh Quân, vị anh hùng vĩ đại cứu nguyên nhân loại
với Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và tất cả những người Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Qua cái cuộc chiến của từ mà nhiều năm qua, từ đệ nhất, đệ nhị, tới chiến, và đặc biệt là cái cuộc chiến của dân tộc Việt Nam chúng ta bị Tàu Cộng nó xâm lăng một cách tinh vi, mà đến ngày hôm nay cũng nhiều người chưa có biết là mình đã bị Tàu Cộng cai trị từ bao nhiêu năm nay. Vì vậy cho nên cái cuộc chiến của Ukraine là nó cũng chỉ là một cuộc chiến mà họ chuẩn bị để ngăn chặn sự xâm lăng của nước Nga. Còn chỉ có đất nước Việt Nam chúng ta là một cuộc chiến mà nó tinh vi đến mức độ mà chính người Việt Nam chúng ta cũng chưa thấy mình đang bị cai trị từ bao nhiêu năm nay. Mà nếu chúng ta không may mắn có được ngày Đức Quốc Công là một chiến sĩ của nền Đại Việt Cộng Hòa và là con cháu của Đức Trần Hưng Đạo, mới hiểu được những âm mưu của Cộng sản và Tàu Cộng, và được trời Phật Chúa chọn cho ngài một trí huệ thần kỳ, tìm ra một cái biện pháp mới, không có cần dùng súng đạn quân đội gì hết, mà chỉ cần làm sao cho mọi người nhìn ra cái tội ác của cái bọn cộng sản là chúng ta sẽ hoàn toàn thoát được những cái mưu ma chức quỷ của cái bọn quỷ đỏ này. Nhưng mà trước tiên, ngài Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng hòa Minh Quân là người Việt Nam. Và đất nước Việt Nam là một đất nước đang nguy hiểm nhất với Tàu Cộng, đang trong cái gọi là như là chỉ mành treo chuông đó. Tại vì nó đã đưa cái tên Hồ Chí Minh từ năm 1945 chiếm miền Bắc, rồi nó lợi dụng cái hiệp định Geneva để nó củng cố cái quân đội của miền Bắc, và nó chuẩn bị đưa mặt trận giải phóng miền Nam vào miền Nam qua cái năm 1954 cho mà người Bắc người ta di cư vào miền Nam đó. Thì nó đã đưa rất nhiều cái bọn cộng sản vào miền Nam để mà nó thành lập ra cái mặt trận giải phóng miền Nam. Và chính mặt trận giải phóng miền Nam là do Bắc Cộng khai sáng ra chứ không phải là người miền Nam. Nhưng mà nó dùng cái chữ mặt trận giải phóng miền Nam để cho người dân tưởng đâu là cái đó là những người miền Nam thành lập ra. Và nó đưa ra cái chiêu bài gọi là trung lập hóa miền Nam, để cho những người mà nghe cái chữ trung lập hóa đó tưởng đâu là sẽ không còn chiến tranh, sẽ không còn cái cảnh nồi da xác thịt. Và bọn chúng đã công khai vượt qua phần vị tướng 17 định cộng sản hóa miền Nam chúng ta từ năm 1968. Nhưng mà rất tiếc, lúc đó quân đội miền Nam chúng ta rất là hùng hậu và đã mời họ về miền Bắc, mà chúng ta cũng không có bước chân qua miền Bắc nữa. Cho nên cái cuộc chiến đó mới được kéo dài đến 1975. Thì nó bắt đầu nó mới sanh ra cái thêm cái Hiệp định Paris, để nó lợi dụng cái Hiệp định Paris bắt buộc ngài Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, để cho chúng nó thành lập ra một cái chính phủ mới để mà thỏa hiệp với lại Bắc Cộng. Nhưng mà đâu có chính phủ mới ở đâu, nó chỉ tại vì sau khi Tổng thống Nguyễn Thiệu từ chức thì là giao quyền lại cho Tổng thống Trần Văn Hương. Rồi Tổng thống Trần Văn Hương thì bị áp lực của bọn Cộng sản phải nhường lại cho Tân Văn Minh. Thế là chúng ta mất nước. Và tất cả những cái chương trình này nó đều thực hiện giống nhau hết trong các quốc gia sau này. Ví dụ như bây giờ nước Nga họ chiếm được nước Ukraine, thì họ sẽ đưa một cái thành chính phủ của họ lên, thì đâu phải là của người dân Ukraine, cũng giống y hệt như chúng ta, nó đưa cái tên Hồ Chí Minh lên, nó không phải là người Việt Nam, nó là người Tàu. Thì cái nước Ukraine nếu mà bị thất bại
thì nó cũng làm y hệt như vậy thôi, nó có một sách thôi chứ không có nhiều. Cũng như bây giờ nó kiếm một cái tỉnh nào của nước Yuren thì nó đưa cái người nó lên để làm cái thị trưởng cái tỉnh đó, chứ nó không có tốn công tốn sức gì cả. Cho nên chúng ta phải biết được những cái mưu ma chức quỷ của cộng sản là chúng ta sẽ thoát còng thoát tàu mà thôi. Mà ngày hôm nay tòa án môi trường quốc tế đã chỉ cho mọi người thấy là tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đồng Minh Quân là người anh hùng duy nhất thắng kiện tàu cộng Tập Cận Bình 38.000 tỷ này kia. Một cái số tiền này nó rất là khổng lồ. Và sau mỗi 3 tháng đều bị tăng 8% nếu mà chưa có thanh toán. Cũng như Cộng sản Việt Nam, năm cái tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, chúng tôi phải nói hoài cái đơn kiện này, vì cái đơn kiện này là một cái bằng chứng cho thế giới và người Việt Nam chúng ta phải thấy cái sức mạnh của đại tam Việt Nam Cộng Hòa. Không cần vũ khí mà chỉ cần trí huệ, tình thương của Ngài Đức Quốc Công là Ngài đi đến chiến thắng. Không có tốn một đồng xu nào, không có tốn viên đạn nào, thì tại sao chúng ta không học Ngài? Tại sao phải đi mua vũ khí? Tại sao phải mà đánh nhau, rồi phải đủ thứ chuyện hết trơn, tốn tiền, tốn của, tốn công mà chết người? Mà trong khi Ngài chỉ cần cái trí huệ của Ngài, Ngài vào tụng cái đường, Ngài tịnh tâm, Ngài thiền định 20 năm thì Ngài thấy được là chỉ có tình thương là chiến thắng tất cả mà thôi. Và chúng ta nên xa lánh những cái con người gian ác, thấy không? Đó, bây giờ mình biết họ gian ác thì mình đừng có đến gần họ, là họ không có làm được mình hết trơn. Mình phải có một cái sự mà suy nghĩ. Bây giờ nếu mà mình muốn mua đồ rẻ của họ đó thì họ mới vô cái đất nước mình được, thì mình mới ăn những cái hóa chất được. Thì mình đừng có ham đồ rẻ, mình ăn ít một chút đi, thấy không? Ngày xưa đó, ông bà Việt Nam chúng tôi có cái câu là của rẻ là của ôi, bán rẻ là không có mua, đồ rẻ là không có mua. Còn nếu mà chúng ta ham đồ rẻ thì chúng ta bị đồ ôi thôi, đó nó là như vậy. Ví dụ bây giờ mình phải mua dầu quả của nước Nga thì mình sẽ bị lệ thuộc. Thì tại sao mình không tìm một cái đất nước nào người ta có dầu quả? Tại sao không biết là nước Việt Nam của chúng tôi có cái lượng dầu quả gấp 72 lần của cái nước Ukraine, thấy không? Tại sao không tìm, không thấy là tại sao mà Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng nó có nhiều tiền như vậy? Đại đa số là nó bán dầu của nước Việt Nam là nó có tiền thôi. Đó là nó bán chui, nó bán rẻ đó. Và nó hợp đồng với những các nước mà khai thác dầu quả đó là nó chỉ có ăn phần trăm thôi rồi, mà nó còn có nhiều tiền như vậy. Cho nên cái nạn mà dầu quả ở thế giới là không có phải là một cái vấn đề nan giải. Vì Việt Nam là có một trữ lượng dầu quả lớn nhất thế giới rồi. Mà Ngài Tổng thống Đại tam Việt Nam Cộng hòa Đồng Minh Quân lại là chủ tịch của Cảnh sát Môi trường Quốc tế, là coi như thế giới đã có rất nhiều lợi điểm mà không cần phải suy tư gì hết. Có dầu quả, có một vị chủ tịch Cảnh sát Môi trường Quốc tế có quyền phán quyết về những cái sự mà đụng chạm đến công pháp quốc tế, và thưa ra thì sẽ được tòa án môi trường quốc tế người ta phán quyết. Thì Ngài Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đồng Minh Quân là một vị có quyền đi thực hiện những sự phán quyết của tòa án môi trường quốc tế. Tại sao thế giới không thấy là chúng ta đã có sẵn một cái người mà công minh như vậy mới không bị cái bọn cộng sản này nó mua chuộc, để mà ổn định cái công lý cho toàn cầu, bảo vệ những cái đất nước mà bị hà hiếp, bị đàn áp, mà đem lại trật tự cho thế giới,
Chúng ta đã có một người thực hiện sự phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế rồi, tại sao chúng ta không ủng hộ? Mà chúng ta không có tốn đồng xu nào hết. Chúng ta chỉ cần vào www.pcvirec.us, chúng ta đưa cái lý lịch của mình vào, cái tên họ của mình vào. Nếu chúng ta có ngày sanh, tháng sanh thì chúng ta ghi vào, còn không chúng ta chỉ cần ghi cái năm sanh của mình. Và cái ngày tháng sinh chúng ta sẽ được thế vào là cái ngày 16 tháng 2. Chúng ta gửi địa chỉ hay là số điện thoại email vô đó nếu chúng ta có, và chúng ta gửi đi. Là một cái hành động nhanh nhất để chúng ta nhanh chóng có được một chính phủ toàn cầu. Ngài sẽ đại diện cho tất cả các nước để mà trừng phạt những cái kẻ nào mà gian ác, muốn hà hiếp những cái đất nước mà người ta khó khăn, nghèo khổ. Bây giờ chúng ta thấy rõ là một cái thằng nhà giàu nó đánh cái người hàng xóm mà chúng ta không có can thiệp, tại vì nó giàu mà, nó giàu nó mua chuộc hết trơn rồi, sợ nó lắm không dám can thiệp. Mà may là cái người nhà nghèo này họ cũng còn can đảm, họ cũng còn khôn ngoan, họ biết kêu gọi những các nước, những cái người chung quanh giúp họ để mà họ cầm cự trước cái thằng mà lưu manh này. Chứ còn nếu mà cái nước này người ta yếu hè, yếu đuối, người ta không có một người tài giỏi đó thì đâu có ai mà chống lại được cái thằng lưu manh này, thấy không? Và tất cả trong những cái luật pháp họ đều không chấp nhận những cái người mà coi thường luật pháp. Ví dụ như trong một cái khu vực của mình, cho một cái chợ buôn bán đi, mà có một người mà không có chịu tôn trọng luật pháp, gây lộn, đánh lộn, rồi ăn hiếp mấy người xung quanh, thì cứ đương nhiên người đó cũng phải bị phạt thôi, hay là bị đuổi ra khỏi cái chợ đó, ví dụ vậy. Huống chi là cái tình trạng của thế giới, mà chúng ta cũng có Liên Hiệp Quốc, mà Liên Hiệp Quốc cũng coi như là cái chuyện mà nó cộng sản nó bước qua khỏi cái tiếng 17 đó, không có ăn nhầm gì trơn, và nó xé nát Hiệp định Paris cũng có ăn nhầm gì trơn. Để rồi bây giờ tiếp tục tiếp tục đến nước Uran này, hay là nước Hồng Kông cũng vậy. Nước Hồng Kông người ta biểu tình quá trời cũng không được, cũng không giải quyết được, tại vì nó nằm trong cái sự kiểm soát của Tàu Cộng. Nhưng mà tại sao nước Việt Nam cũng nằm trong cái sự kiểm soát của Tàu Cộng? Mà tại vì nó tinh vi, thế giới thấy là có người Việt Nam người ta làm việc ở trong nước Việt Nam, người ta cũng giao hảo với các nước trên thế giới, chứ đâu có thấy thằng Tàu nào trong nước Việt Nam đâu. Mà không biết là cái bọn Cộng sản Việt Nam này nó đã ký cái mật nghị Thành Đô từ ngày 4 tháng 9 1990 rồi, nó thỏa hiệp với lại bọn Tàu Cộng, nó chấp nhận, nó sống trong giai đoạn tự trị từ 2000 đến 2020. Và từ 2020 đến 2040 là giai đoạn thuộc trị. Từ 2040 đến 2060 thì nước Việt Nam trở thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Nhưng mà trước mặt thế giới thì vẫn là Việt Nam, trước mặt thế giới thì vẫn là Việt Nam vẫn còn, nhưng mà đằng sau lưng nó là một cái quận lỵ của Tàu Cộng. Và nếu mà chúng ta không có Ngài Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đồng Minh Quân tranh đấu từ bao nhiêu năm nay cho dân tộc Việt Nam có được một chính phủ công khai trong một chính phủ, và chính phủ được công nhận qua những cái công hàm của Tổng thống Bill Clinton hay là của Liên Hiệp Châu Âu, và bây giờ là chúng ta được một sự công nhận rõ ràng nhất là Tòa án Môi trường Quốc tế đã phán quyết là Tổng thống Đồng Minh Quân thắng kiện Tàu Cộng và bọn Cộng sản Việt Nam. Thì cái sự phán quyết Tòa án Môi trường là một sự xác định chắc chắn nhất
là chính phủ này là chính phủ duy nhất của nước Việt Nam. Cho nên 2010 ngài Thủ tướng Đồng Minh Quân đã đến tới Biển Nước Sông để tuyên bố chủ quyền mỏ dầu của Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao người ta không mời bọn Cộng sản Việt Nam tuyên bố chủ quyền mỏ dầu mà người ta lại mời ngài Thủ tướng Đồng Minh Quân lúc đó, thấy không? Và tại sao cờ vàng mới sọc đỏ được song hành với cờ Mỹ mà cờ của Cộng sản đó không được có mặt trên nước Mỹ luôn? Cho nên người dân chúng ta phải biết là mỗi một lá cờ là thể hiện cho một đất nước, một cái dân tộc. Và cái cờ vàng ba sọc đỏ là nó không được có mặt trên nước Mỹ từ lâu rồi. Nhưng mà vì cái sự mà quan hệ của hai bên, nước Mỹ và các nước khác đối với Việt Nam, người ta phải có mặt trên nước Việt Nam để người ta làm giảm cái sự đàn áp của bọn Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam. Đó là một cái hình thức bảo vệ người dân Việt Nam đó. Cũng như chúng ta được ngài Thủ tướng Đồng Minh Quân ký sắc lệnh năm 2015 đồng ý cho các nước Hoa Kỳ và các nước đồng minh có mặt ở Biển Đông, nhưng phải theo cái sự mà điều động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chứ không phải người ta có mặt ở Biển Đông người ta muốn làm gì người ta làm. Những nước này có mặt ở Biển Đông vẫn theo cái sự điều động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để mà ngăn cản cái sự bành trướng của Tàu Cộng, không cho nó vào đất nước Việt Nam chúng ta. Vì lúc trước đó là chúng nó không có cái chương trình là giả bộ như là biểu tình hay là náo loạn ở trong nước, rồi nó cho cái bọn Tàu mà nó đã đưa vào đó, nó đã đưa vào một số người Tàu qua những cái là công xưởng, rồi chương trình 99 năm rồi đó. Và nếu mà những người Tàu này họ ra mà họ bị đụng chạm vấn đề mà với lại cảnh sát hay với người dân gì đó, thì bọn Tàu nó sẽ đưa quân qua, nó với cái do là nó bảo vệ những người Tàu của nó trong nước Việt Nam. Nhưng mà cái chương trình nó đã bị thất bại rồi. Vì chính ngày Đồng Minh Quân đã, Tổng thống Đồng Minh Quân đã nói với lại Tập Cận Bình là phải án binh bất động khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam bàn giao với Cộng sản Việt Nam. Ngài đã yêu cầu Tập Cận Bình phải án binh bất động và phải đóng cửa biên giới. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta đóng được cửa biên giới. Vì chúng ta đang chuẩn bị bàn giao, chuẩn bị cho ngài Hoàng đế Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa Minh Quân hồi hương nắm chủ quyền đất nước Việt Nam, chứ không phải tự nhiên mà đóng cái cửa biên giới đâu. Và những cái mà sự phán quyết của tòa án ở trong nước á, xin lỗi chúng tôi có điện thoại. Thank you.
có. Xin lỗi. Nên chúng ta đang nói về vấn đề mà cộng sản nó dùng đủ mưu ma trước quỷ, chứ nó không có cần phải tốn công tốn của gì hết á. Mỗi lần nó làm cái gì nó còn có lời thêm nữa. Nó làm là nó đi kiếm người làm cho nó không à. Nó đi kiếm những người mà tốt bụng, những người mà nghe nói là bình đẳng, lấy của người giàu cho của người nghèo, cái nào đó là những người mà anh hùng tốt bụng á, thì nó mới lợi dụng được những người đó. Hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị xem cái bút tích của ông Võ Nguyên Giáp nè. Đây là hình của ông Võ Nguyên Giáp đó, và ông ta đã viết chúng ta đã viết một vài chữ là xác nhận là lĩnh vực rất mới, vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu. Và qua thực và cần phải thực nếu mà quyết định những hướng thu định nhiều kết quả nhất. Thì có nghĩa là ông nói là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một lĩnh vực rất là mới, cần phải tiếp xúc, cần phải tiến bờ, cần phải tiếp tục và phải đi đến những cái mà chương trình có nhiều kết quả nhất. Đây là chữ ký của ông nè. Mờ quá nên là vì cái nước nó bị mờ đó, để cho chúng ta thấy được là ông Võ Nguyên Giáp đã thấy được cái sự sai lầm của mình, mà mong cho những người cộng sản Việt Nam phải biết được ông Võ Nguyên Giáp, ông Phạm Văn Đồng là hai cái người mà tối cao nhất của cộng sản Việt Nam, mà người ta còn nhìn ra được cái sự sai lầm của người ta từ mấy chục năm về trước. Bút tích của đại tướng cộng sản Việt Nam Võ Nguyên Giáp, cái lúc mà là gọi đó là năm Tết Canh Thìn năm 2000, cách đây 22 năm rồi ha. Khi tiếp xúc với sứ giả của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, những năm cuối đời ông ta đã tỉnh ngộ, nhìn nhận sai lầm của tà thuyết cộng sản và sáng suốt nhận ra đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và chủ trương của Việt Nam Tân Dân Chủ do Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đại Tam lãnh đạo là rất có tình lý và độ lượng để hồi sinh được sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam, hầu đương đầu với họa diệt vong. Đại tướng đã được chiêu hiền và chúc cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thu được nhiều kết quả nhất. Đó là ông Võ Nguyên Giáp đó, từ năm 2000, cách đây 22 năm, đã được chiêu hiền. Để cho chúng tôi đưa những cái bằng chứng này ra để cho những người cộng sản mới thấy được là những cái người mà chỉ huy của mình, người ta tài giỏi hơn mình, người ta mới nhìn ra trước mình. Và bây giờ đã đến cái giai đoạn cuối rồi,
khi mà ngài tổng thống Đào Minh Quân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã được tòa án môi trường quốc tế mời làm chủ tịch cảnh sát môi trường quốc tế và đã phán quyết thắng kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta đừng có nên mà ngoan cố nữa, đừng có nên mà ảo vọng nữa. Đó, chúng tôi rất rất mong người Cộng sản Việt Nam hãy bỏ Cộng còn Việt, vì người Việt không có giết người Việt, và thấy được cái âm mưu của Tàu Cộng. Cũng như nếu mà thế giới cũng nhìn ra cái âm mưu của Tàu Cộng, nó đang tìm cách cộng sản hóa thế giới, mà không có ai mà ngăn cản được cái sự bành trướng của chúng nó hết trơn. Và muốn ngăn cản được cộng sản thì chúng ta chỉ cần phải lấy hết tiền của nó là nó không có làm gì được thôi. Thì ngày hôm nay Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân đã là chủ nợ của Tàu Cộng với cái số tiền khổng lồ như vậy, là chủ nợ của 5 tên đồng sở cộng sản và 1 triệu đảng viên cộng sản, một cái số tiền cũng khổng lồ. Thì tại sao chúng ta không thấy trí huệ của ngài thần kỳ, không có tốn đồng xu nào, không có tốn một viên đạn nào mà khắc ngự được Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam rồi, và có quyền đi bắt nữa, có quyền đi bắt những cái người này, có quyền tịch thu tài sản của những người này nữa. Xin lỗi, chúng tôi nói lộn ha. Có quyền truy lùng những cái tài sản của những người này để mà tịch thu, chứ không có bắt, không có bắt mấy người này làm gì đó. Chúng ta chỉ cần truy lùng những tài sản của họ và tịch thu tài sản của họ thôi, chứ không có cần, không có cần bắt họ. Và chúng tôi cũng nói ra một cái bằng chứng là tự vì cái chương trình HO đó là một chương trình của Mỹ, người ta đã giúp cho mấy trăm ngàn người tù cải tạo đến được nước Mỹ, nhưng mà cũng có sự đóng góp của Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân và cái ông Nguyễn Hậu. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đọc ra cái chương trình này, tại vì nhiều người được đi tới nước Mỹ mà không có biết là ai vận động cho mình đó, cứ tưởng là cái chương trình này của Mỹ không thôi, chứ không biết là mình phải có người vận động thì mình mới có cơ hội. Là cái điều mà chúng tôi kêu gọi là sự thật bất đắc dĩ phải nói ra. Thì vì khi chúng ta làm gì đó mà chúng ta nói ra đó thì nó cũng như là nó không có còn được cái phước đó. Nhưng mà tại vì cái cuộc chiến của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày hôm nay rất cần cái sự đóng góp của những chiến sĩ của nền định nghị Cộng Hòa. Chẳng qua là những người này ta không biết, không biết là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã tận tâm tận lực để mà yêu cầu của chương trình HO này, để mà cho những người anh hùng của nền định nghị Cộng Hòa có cơ hội đến một đất nước tự do, để chúng ta đoàn kết lại, chúng ta xây dựng lại một chính thể của Việt Nam Cộng Hòa mới. Và bây giờ chúng ta đã có đệ tam Việt Nam Cộng Hòa rồi, mà những người mà đi được diện HO đó cũng chưa biết người nào, ai đã giúp đỡ cho mình, ai đã đòi hỏi yêu cầu cho mình. Cho nên đây là một cái sự chúng tôi gọi là sự thật bất đắc dĩ phải nói ra, để chúng ta có nhiều cái người hiểu biết về cái công sức của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để chúng ta cùng đến với nhau cho thế giới thấy được cái sự thông minh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chứ bây giờ có một chính phủ tranh đấu cho đất nước Việt Nam, lật đổ cộng sản, đem hạnh phúc tự do cho toàn dân, mà chúng ta là những người đã phải ra đi vì cộng sản, đã phải bị tù tội vì cộng sản, mà được chính phủ có công yêu cầu của chương trình HO này, mà mình đến được đất nước tự do, mà mình không tham gia với cái chính phủ mà đã giúp đỡ cho mình trong cái chương trình diện HO. Cho nên bắt buộc chúng ta phải nói với cái chương trình này ra. Ủy ban nghiên cứu vượt biển HBSOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cầm đầu mới đây đã đưa ra những tin tức như sau. Bản thỏa ước do Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam cùng ký ngày 30 tháng 7 năm 1989 mở đầu chương trình định cư HO là Humanitarian Operation. Cho đến nay đã có gần 300 người cựu tù cải tạo và gia đình đã
đến định cư tại Hoa Kỳ. Đây là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, không chỉ đòi hỏi trí tuệ, lòng kiên nhẫn, mà trên hết phải là tình thương và sự hy sinh, được thể hiện qua những hoạt động của bà Khúc Minh Thơ, lập hội gia đình tù nhân chính trị Việt Nam vào năm 1977. Và công lao của bà Khúc Minh Thơ sẽ không bao giờ bị quên đi trong tâm trí của nhiều cựu tù nhân chính trị Việt Nam được định cư ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ năm 2008, bà Khúc Minh Thơ đã bị mổ xẻ cặn kẽ bởi nhiều người về chương trình bị gọi lầm với cái tên là chương trình HO. Nhiều tài liệu, bài phỏng vấn được đưa ra lố bịch, nhất là bài phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, của Huy Phương. Và sau khi bà Khúc Minh Thư bị đưa lên bàn mổ xẻ, đây là điều lố bịch. Ông Bích phát biểu rằng, vào ngày 30 tháng 4 1987, ông và bà Khúc Minh Thư đã gặp hai vị thượng nghị sĩ tại một buổi tiếp tân ở Quốc hội, và nhờ vào câu nói nịnh khéo của ông Nguyễn Ngọc Bích mà ngay ngày hôm sau là ngày 1 tháng 5 1987, họ báo cáo phụ tá ngồi viết dự thảo HOSPC. Thật sự, từ năm 1965, Hoa Kỳ đã có các chương trình tị nạn. Chương trình tị nạn bị gọi lầm là HO là một chương trình nằm trong kế sách của quốc gia chính phủ Hoa Kỳ do Quốc hội Hoa Kỳ đề xướng. Immigration and Naturalization ACP từ năm 1952. Đến năm 1968, Hoa Kỳ còn đang tham khảo với các thủ tục của Liên Hiệp Quốc. Mãi đến gần cuối năm 1980, Hoa Kỳ mới ban hành luật về định cư là Refugee ACT 1980, là luật định cư, là đạo luật rất quan trọng, ấn định thủ tục tài trợ việc định cư. Và từ năm 1982, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam mới tiến hành đàm phán cho chương trình ODT, cho đến ngày 1984 mới ký kết. Việc đề ra chương trình tị nạn do Hoa Kỳ ý thức trách nhiệm của mình đối với các bạn đồng minh từng chiến đấu cho lý tưởng chung vì tự do dân chủ. Chương trình này áp dụng không riêng cho Việt Nam mà còn các nước đồng minh khác trên thế giới. Các chương trình tị nạn là chính sách chung của nhiều giai đoạn hành pháp và Quốc hội Mỹ, chứ không riêng một ai đề ra. Theo bài phỏng vấn của ông Robert Funce, phụ tá ngoại trưởng người giữ vai trò quan trọng của cái gọi là chương trình HO thực hiện bởi Đài Á Châu Tự Do, cũng được khui lại, tóm tắt qua những điều mà cả đôi bên trưng ra tại các diễn đàn Internet, thì điều đúng đắn nhất phải được hiểu là chương trình HO này mới manh nha từ năm 1982. Và sau này bà Khúc Minh Thơ chỉ là người có công đóng góp thêm vào, chứ bà hoàn toàn không phải là mẹ đẻ của chương trình này. Các cựu quân nhân cần hiểu điều đó để biết ơn đúng lúc, đúng chỗ, đúng người và đúng công trạng. Tuy nhiên, chương trình HO cũng là do sự đóng góp của những người cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó, người có công nhiều nhất là ông Nguyễn Hậu, nguyên là đại úy cục công binh, cũng là một thành viên của phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ do Tổng thống Đàm Vĩnh Quân khai sinh sau khi ông rời nhiệm vụ trưởng đoàn văn nghệ của lực lượng người Việt quốc gia năm 1982 và chính thức hoạt động kế tiếp từ năm 1984 và đã ra mắt đồng bào năm 1987 trước khi chương trình HO bắt đầu. Nhắc đến chương trình HO, chỉ vốn bắt đầu từ thời Tổng thống Ronald Reagan là năm 1981 đến năm 1989. Không thể không kể đến sự nỗ lực của chính giới Hoa Kỳ, trong đó có những nhân vật quan trọng như Thượng sĩ
John McCain, Đảng Cộng Hòa, và Edward Kennedy, là Đảng Dân Chủ. Ở Hạ viện có dân biểu Stephen Sola, là Đảng Dân Chủ, và Frank Wu, là Đảng Cộng Hòa, với tên gọi chính thức là Stetson Release Syndication Center Detainer Resettlement Program, là chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân, trung tâm cải tạo. Về phía hành pháp của tướng John Bessy và ông Robert Fulcher, phụ tá thứ trưởng ngoại giao đặc trách về người tị nạn thế giới, là những đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ để thương thảo với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian dài từ năm 1982 đến năm 1990. Đã có kết quả như vậy. Để có kết quả như vậy, về phía cộng đồng người Việt đã có những hoạt động tích cực vận động với chính phủ Hoa Kỳ. Kết quả được việc ký kết thỏa ước ngày 30 tháng 9 1989 giữa ông phụ tá thứ trưởng ngoại giao Mỹ Robert Fulcher và thứ trưởng Cộng sản Việt Nam Vũ Khoan về một chương trình tái định cư tại Hoa Kỳ. Những người được thả ra từ trại cải tạo và gia đình có ý muốn di cư sang Hoa Kỳ. Chính phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đã giúp Hội Cựu Tù binh Chính trị Cộng sản Việt Nam sau đó đổi thành Hội Tương trợ Tù nhân Chính trị Cộng sản thiết lập một hồ sơ HO. Hội của bà Phúc Minh Thơ là gia đình tù nhân chính trị Việt Nam, không có dính dáng gì đến Hội Tương trợ Tù nhân Chính trị Cộng sản. Đoạn video sau đây là bằng chứng phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ do Tổng thống Đào Minh Quân sáng lập đã giúp Hội Cựu Tù nhân Chính trị Cộng sản giải quyết các hồ sơ HO bị ứ động từ năm 1988 đến năm 1990. Mới có HO1 là đợt đầu tiên được định cư tại Hoa Kỳ. Đoạn phim tài liệu này cho thấy một phiên họp giữa Hội Cựu Tù nhân Chính trị Cộng sản do ông Nguyễn Hậu là chủ tịch hội cùng các đại diện đang họp với khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ Nam tại Cali để tìm cách giải quyết hồ sơ HO đang bị ứ động. Tuy nhiên, vì bà Phúc Minh Thư đã có nhiều lợi thế, vì bà từng làm tại tòa đại sứ Hoa Kỳ và là bạn của bà Bích Lưu, có người bạn rất thân là thượng nghị sĩ Cộng hòa tiểu bang Virginia và ông John Warner. Do đó, để công việc thiết lập hồ sơ HO và nghe ngóng vận động chính giới Hoa Kỳ được thuận lợi, Hội Tương trợ Tù nhân Chính trị Cộng sản đã đồng ý cho Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam giúp đỡ phụ trách liên hệ với phía Hoa Kỳ. Và sau đó, thêm Hội Cựu Tù nhân Chính trị Cộng sản tại San Jose do nhà văn Đào Văn Bình phụ trách cùng kết hợp với nhau thành tên gọi chung là Tổng Hội Cựu Tù nhân Chính trị Cộng sản, do ông Nguyễn Hậu là chủ tịch. Tuy nhiên, mọi giấy tờ liên hệ với Hoa Kỳ do bà Phúc Minh Thơ phụ trách. Từ đó, mọi giao dịch, hội họp và vinh dự đều do bà Phúc Minh Thơ tiếp nhận, kể cả việc bà được chụp hình với Tổng thống Reagan và nhận cây bút lịch sử mà tay thương thức gia Robert Fulcher đã ký trao Cộng sản Việt Nam danh sách 3.500 tù nhân Cộng sản đầu tiên để được định cư tại Mỹ. Bà Phúc Minh Thơ sau đó đã mau mắn được vài tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Mỹ có khuynh hướng giao dịch với Cộng sản Việt Nam, như Nghị hội Người Việt Toàn quốc của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, IRAC, của giáo sư Lê Xuân Khoa giúp đỡ, và hiện nay là BPSOS tiếp nối. Dù sao, nhờ chương trình HO mà 300.000 cựu tù nhân chính trị ở trong trại tù trên 3 năm đã lần lượt đến Hoa Kỳ. Các con em gia đình HO hiện đã đi vào dòng chính, hầu hết đã thành đạt. Nếu không có chương trình nhân đạo HO dành cho các tù nhân chính trị đã từng ở trong các trại tập trung mang danh cải tạo, được định cư tại Mỹ, thì những người này và gia đình với sự trả thù và kỳ thị của chế độ mới, không biết tương lai sẽ ra sao. Như chúng ta đã biết, nhiều cựu tù nhân đã qua những ngày gian khổ của người tù khổ sai đến Mỹ, sau một thời gian ngắn đã lấy bằng tiến sĩ
như các ông Lê Tấn Bửu, thượng nghị sĩ, H12, Nguyễn Ngọc Sẵn, giáo sư Trung học Vũng Tàu, H04, hay cao học như Trần Ngọc Dung, trung úy trường sinh ngữ quân đội, H08, Nguyễn Hữu Lý, tiếp đoàn trưởng thiết giáp, H03, Đỗ Văn Phúc, cựu đại quý, H01, HO1, Nguyễn Thế Thăng, khu 2, chiến tranh chính trị, H13, hiện là trung tá trong lực lượng phòng vệ thuộc vệ binh quốc gia tiểu bang Oregon. Về các thế hệ nối tiếp, cụ đại úy Nguyễn Thanh Tị hiện định cư tại Massachusetts, HO9, đã cho rằng nhờ chương trình HO mà con trai ông trước năm 1990 còn ôm mình cà rem bán ở chợ đầm, tương lai mờ mịt, giờ này đã là một kỹ sư ở Mỹ. Gia đình cụ đại úy Lê Văn Thiệu, H31, đã có một thế hệ con cái thành công vượt bậc, xây dựng nên thương hiệu nổi tiếng Viraco ở Dallas, FT World, với những hợp đồng quan trọng cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Hôm nay chúng tôi bạch hóa việc này để mong trả lại công bình cho phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và đại úy Nguyễn Hậu mà thôi, cây kim trong túi cũng có ngày lòi ra. Trần Lệ Thúc. Hôm nay bà Khúc Minh Thơ còn sống tại Mỹ, kính mong bà có tiếng nói sự thật. Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn ba Trọng, cũng cảm ơn bà trong công việc này, nhưng cũng mong bà Khúc Minh Thơ hãy nói sự thật cho công bằng với những chú bác đã đóng góp và công bằng cho bác Nguyễn Hậu. Xin cảm ơn bà Khúc Minh Thơ. Đây là hành động tiến công trạng của người khác, trả lại công bình cho Việt Nam Tân Dân Chủ, và đại úy Nguyễn Hậu mới xứng đáng là người tự trọng. Đây là những cái ý kiến của những người mà nghe cái bài này đó. Chúng tôi quên đọc hồi nãy là cái người này tên là Cẩm Trang, thì nói là bà Khúc Minh Thơ còn sống tại Mỹ, kính mong bà có tiếng nói sự thật. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn bà trong công việc này, nhưng cũng mong bà Khúc Minh Thơ hãy nói sự thật cho công bằng với những chú bác đã đóng góp và công bằng cho bác Nguyễn Hậu. Xin cảm ơn bà Khúc Minh Thơ, chúc bà sức khỏe. Và của cái nick của người ta là người Sài Gòn thì có ý kiến là đây là hành động tiến công trạng của người khác, trả lại công bình cho Việt Nam Tân Dân Chủ, và đại úy Nguyễn Hậu mới xứng đáng là người tự trọng. Và chúng ta cũng có một cái ý kiến của bà, của cái người gọi là tên Kim Mai. Vậy là công lớn nhất giúp cho HO là công của Tân Dân Chủ. Xin những người trong cuộc còn lại thể công tâm cộng đạo, thể thế công tâm công đạo. Đừng đọc nó chạy qua. Tại vì những người mà đi qua đến Mỹ đó không có biết là do một cái người là đại quý Nguyễn Hậu, là trong cái chương trình Việt Nam Tân Dân Chủ của Tống Đồng Minh Quân thành lập. Thành ra ngày hôm nay, trước cái sự mà tranh đấu của chính phủ của Việt Nam lâm thời, vẫn bị những tù nhân được đi diện HO thờ ơ và không có quan tâm, không có đóng góp, cho nên bắt buộc phải đưa ra những cái bài này để cho những người mà đã đi được diện HO phải biết cái công của ông Nguyễn Hậu và của Việt Nam Tân Dân Chủ đã đóng góp như thế nào. Mà đóng góp với lại chính phủ của Việt Nam lâm thời cũng là một chính phủ duy nhất đã thành công trước tòa án môi trường quốc tế, đã là chủ nợ của Tàu Cộng và chủ nợ của Cộng sản Việt Nam, và có quyền truy lùng và tịch thu những tài sản của những người thiếu nợ này qua sự mà phán quyết của tòa án môi trường quốc tế. Cho nên chúng tôi phải đưa ra những cái bằng chứng để cho những người mà được đến nước Mỹ không phải là do cái bà Khúc Minh Thơ. Bà cũng có một phần công trong đó, nhưng mà cái người mà chuẩn bị cho cái chương trình HO này đó là ông Nguyễn Hậu, là đại úy Nguyễn Hậu. Cho nên những người mà người ta biết được cái thông tin này, người ta mới có ý kiến.
Mà đây là những ý kiến của những người mà đã nghe cái bài này, là cô Cẩm, là Cẩm Trang, là người Sài Gòn. Người Sài Gòn thì nói là đây là hành động tiến công trạng của người khác, trả lại công bình cho Việt Nam Tân Dân Chủ, và đại úy Nguyễn Hậu mới xứng đáng là người tự trọng. Người thứ ba là Kim Mai, vậy là công lớn nhất với HO là công của Tân Dân Chủ. Xin những người trong cuộc còn tại thế công tâm công đạo, xứng đáng là Việt Nam Cộng Hòa, trả lại công bằng sự thật cho Tân Dân Chủ mà hiện nay Tổng thống Đồng Minh Quân đã và đang lãnh đạo đại diện cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Và đại úy Nguyễn Hậu xin cảm ơn. Còn mấy người tên là Ngọc Châu Thạch viết là chúng nó chặn rồi, quốc nội không xem được. Đó. Bây giờ nếu mà quý vị có thấy được cái sự tranh đấu của đại úy Nguyễn Hậu và Việt Nam Tân Dân Chủ lúc đó, chúng ta lúc đó chúng ta chưa có chính phủ mà cho là chỉ có Việt Nam Tân Dân Chủ tranh đấu. Và cho dù là quý vị không có biết những cái công đóng góp, những cái công mà hy sinh cho những người tù cải tạo, mà bây giờ chúng ta, nếu mà nói là chúng ta tự nhiên mà đến được nước Mỹ đi, không cần ai giúp đỡ đi, sau khi mình ra tù là mình tìm cách mình đi, không cần cái diện HO luôn, mà chúng ta đi đến được nước Mỹ, thì chúng ta cũng giống như cái ông Trung Quý Đồng Minh Quân, cũng là một sĩ quan của đơn vị Cộng Hòa, cũng bị tù cải tạo. Nhưng mà ông Đồng Minh Quân tự một mình vượt ngục, vượt biển, đến đảo, đến Mỹ, và thành công là một triệu phú, mới có tiền để mà giúp cho 17 đại tị nạn. Và với cái trí huệ hy sinh cho dân tộc Việt Nam, thì Ngài mới học được và mới thành công được những cái bằng cấp để mà được từ một chương trình học 2 năm mà học có 3 tháng rưỡi, rồi đi hành lý làm có 1 năm đã được là kỹ sư, được làm giám đốc, và mới học nghiên cứu ra những cái BIOS mà hiện nay mọi người đang dùng cái BIOS về Internet của Tổng thống Đồng Minh Quân. Chưa có một cái BIOS nào khác thay đổi. Thì chúng ta phải nhìn ra được cái sự may mắn của dân tộc Việt Nam chúng ta đã cho Việt Nam có một người anh hùng như vậy, và có một trí huệ thần kỳ như vậy. Và chỉ cần cái trí huệ của Ngài thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã kéo dài tới ngày hôm nay và thành lập ra được một, và có được một vị tổng thống của đại tam Việt Nam Cộng Hòa, là cái công của một người trung quý nhỏ bé vẫn tiến bước theo cái đường mà tranh đấu của tổ tiên mình, mà không được những cái vị mà cùng Việt Nam Cộng Hòa của mình ủng hộ, mà tới bây giờ là đã thành công tới cái mức độ là được mời đến Thư viện nước sông để tuyên bố chủ quyền mở dầu của Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa, và đã có ký sắc lệnh cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh có quyền có mặt ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam, và bây giờ đã được là chủ nợ của Tàu Cộng và chủ nợ của Cộng sản Việt Nam với những số tiền khổng lồ. Tàu Cộng thì nợ Tổng thống Đồng Quân là 38.000 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta thấy cái số tiền nó rất là khổng lồ, mà nó còn bị tăng 8% sau mỗi 3 tháng để thanh toán kể từ ngày 14 tháng 4 2021 đến nay. Và năm tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Cho nên chúng tôi kêu gọi những người còn sống ở trên nước Mỹ đều là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, hãy nhìn ra mình còn có một người Việt Nam tranh đấu cho lá cờ vàng và sọc đỏ mới được song hành với cờ Mỹ. Và chúng ta hãy vui mừng vì ông bà mình nói cái câu là con hơn cha thì nhà có phúc. Chúng ta đã có một người sĩ quan từ cái cấp trung quý mà bây giờ đi lên đến vấn đề là được
hợp pháp trước công pháp quốc tế, được song hành với nước Mỹ và được tòa án môi trường quốc tế phán quyết. Tổng thống Đào Minh Quân thắng kiện Tàu Cộng Tập Cận Bình. Sự phán quyết của tòa án môi trường quốc tế là một sự xác nhận chính xác nhất cho thế giới thấy được là Việt Nam đã có tổng thống Đào Minh Quân mà còn danh dự được mời làm cảnh chủ tịch cảnh sát môi trường quốc tế nữa, thì đây là một sự thành công quá to lớn của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy vui mừng và chia sẻ với nhau. Đến vui mừng, chúng tôi rất mong những vị trưởng thượng của nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa hay là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa còn sống, hãy vui mừng đến với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thấy được con cháu mình đã thành công như vậy, để chúng ta còn cái sự mà nối tiếp từ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đến với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, làm gương cho con cháu chúng ta sau này thấy được cái sự mà đoàn kết của chúng ta. Mà bây giờ chỉ cần trưng cầu dân ý thôi. Chúng ta thấy ngay Cộng sản Việt Nam như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, người ta còn nhìn nhận cái đường lối của Việt Nam trong dân chủ là đúng và còn cầu chúc cho chúng ta nhanh chóng thành công. Thì tại sao chúng ta là những người của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta không theo dõi, chúng ta không tin tưởng? Bây giờ đến lúc này là cái lúc mà không còn nói là không tin tưởng được. Tại vì chính tòa án môi trường quốc tế tại Mỹ đã phán quyết, thì chúng ta không thể nào mà không có chấp nhận cái sự thành công của đại tam Việt Nam Cộng Hòa được. Cho nên không những chúng tôi kêu gọi Cộng sản bỏ Cộng còn Việt, mà chúng tôi cũng kính mong những vị trưởng thượng của nền đệ nhị Cộng Hòa hay đệ nhất Cộng Hòa, nếu mà còn sống, hãy vui mừng với con cháu mình, để cho cái nền Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó luôn được vinh danh trên thế giới. Đại tam Việt Nam Cộng Hòa là hậu duệ của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, là con cháu của những vị trưởng thượng. Thì chúng tôi rất mong được những vị trưởng thượng của mình thương yêu mình đến với chúng tôi, vì những cái kiến thức của quý vị rất là quan trọng. Chúng tôi chỉ là những người mà đến sau, sanh sau để muộn. Chúng tôi rất cần những cái sự mà hiểu biết của những người đi trước, để mà chúng ta sẽ lật qua trang sử mới với đầy đủ ý nghĩa nhất, không có thiếu sót cái giai đoạn nào hết. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là của những người mà hậu duệ của đệ nhị Cộng Hòa. Chúng tôi rất cần những vị mà của nền đệ nhị Cộng Hòa và đệ nhất Cộng Hòa chấp nhận cái sự hy sinh của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì ngày hôm nay khi mà tòa án môi trường quốc tế đã phán quyết như vậy, thì chúng tôi rất mong là những vị trưởng thượng của Việt Nam Cộng Hòa phải chấp nhận công sức của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Mình nhìn nhận chúng tôi qua cái hệ thống trưng cầu dân ý. Đó là một món quà danh dự nhất, to lớn nhất mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang mong đợi ở những vị trưởng thượng của mình trong gia đình Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi tin rằng sau cái sự phán quyết của tòa án môi trường quốc tế, thì quý vị không còn ngần ngại gì mà cho đệ tam Việt Nam Cộng Hòa những cái lá phiếu đầy tình thương của những người cha, những người thầy. Vui mừng trước sự mà hy sinh đóng góp của con cháu mình cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Nhà chúng tôi là đại biểu Ngọc Hiển. Rất mong ngày về của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa
trong ngày Thải Hoàng Thao, chúng ta có tất cả những người thân yêu của mình, từ những người ông, những người cha, những người thầy. Để chúng ta có được một ngày toàn quốc Thải Hoàng Thao thật là hạnh phúc trên quê hương Việt Nam. Xác định ngày 30 tháng 4 1975 là ngày mất nước sau cùng của dân tộc Việt Nam. Và chúng tôi là đại biểu Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, Hoàng đế Việt Nam Đặng Minh Quân, vị anh hùng duy nhất cứu nguyên nhân loại thoát tàu thoát cầu. Chúng tôi cũng kính chào quý bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc, những người anh hùng vô danh đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam, đã đóng góp cả cuộc đời của mình mà không chưa có ai biết mặt hết trơn. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những người Việt Nam thân thương trong nước và ngoài nước. Hãy biết Việt Nam được cứu rồi. Việt Nam đã có Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa Đồng Quân, được chính Tòa án Mở trường Quốc tế phán quyết ngày 14 tháng 4 2021 là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa Đồng Quân thắng kiện Tàu Cộng Tập Cận Bình và 5 tên đồng sở Cộng sản Việt Nam với 1 triệu đảng viên liên đới. Và những cái khoản tiền này đều bị tăng 8% sau mỗi 3 tháng kia đó, là một cái món quà to lớn nhất cho danh dự Việt Nam chúng ta, cho đất nước Việt Nam chúng ta và con dân Việt Nam chúng ta. Thì mọi người Việt Nam chúng ta phải vui mừng để mà thấy cái danh dự của cái hai cái chữ Việt Nam chúng ta trước thế giới. Tổng thống Đồng Minh Quân đã đem lại tất cả những danh dự nhất cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, và bù đắp tất cả những sự thiệt hại của những người dân Việt Nam phải hy sinh vì Cộng sản. Những cái số tiền này đều được chia đều cho con cháu của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cho các đoàn thể đã tranh đấu, và ngay cả những người Cộng sản đã nằm xuống trên quân Việt Nam trong một cuộc chiến phi nghĩa này. Ngày không quên ai hết. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, nói với nhau, trưng cầu dân ý cho Tổng thống Đồng Minh Quân quy để chúng ta nhanh chóng có một Việt Nam anh hùng của thế giới. Chúng tôi xin dâng cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân và nhân dân Việt bất ly. Hẹn ngày toàn quốc Thải Hoàng Thao trên quê Việt Nam chúng ta một ngày gần đây. Tất cả đã xong hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần những người Việt Nam phải thấy được chúng ta được cứu rồi, và chúng ta có cơ hội đóng góp cho cái ngày về của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa qua cái cuộc trưng cầu dân ý mà thôi. Đặc biệt là mỗi người trưng cầu dân ý còn được 10.000 đô la nữa. Cho nên chúng tôi rất mong chương trình của chúng tôi được chia sẻ khắp nơi trên thế giới, để cho những người Việt Nam chúng ta đều được biết, đều được nghe. Và yêu cầu Cộng sản Việt Nam hãy dẹp cái chương trình thông, gọi là truyền thông bất lương đó. Hãy dẹp cái truyền thông bất lương đi, để cho mọi người Việt Nam chúng ta thấy được Việt Nam được cứu rồi và đang được vinh danh trên thế giới. Đó là điều cần thiết nhất cho dân tộc Việt Nam hiện nay. Bye bye.